mà trong thức phim á mày gọi là muội quen, mà trong tiêu đề mà để là chị quen, nó thế lúc nào chị lúc nào muội đấy. Có những cái thế mày cũng lên ma mị cộng đồng tao thua rồi, đúng không? Cho hôm nay anh nói rất nhiều về chú Thoại này, chú Thoại láng mà lắng tai mà nghe, và bậc phụ huynh của Thoại đó nếu mà nghe được thông tin này kéo đầu về dạy dỗ lại đó, phải dạy dỗ nó lại ngay, đừng để lên cộng đồng ma mị, đừng để mà gọi là kể như là nó đánh đổi cái danh dự cả một gia đình vì những đồng tiền ha. Chứng tỏ nó tôn trọng con ven, nó đun con ven lên một bậc là nó hạ phụ huynh nó xuống là kể như là tặng đi bùng luôn. Bà con thấy đấy, từ ngày có chị ven là em biết đúng biết sai, biết nhẫn nhục à, rồi biết thế này khác. Có biết bú không nào à, tao nhớ là cái từ lúc nhỏ đẻ ra ai cũng biết bú rồi. Chứ đừng nói tao một câu nữa là từ ngày có chị ven là em quay lại em biết bú nha, là mày chết nữa. Nói phải biết dùng từ à, nói phải biết là biết đúng biết sai, biết phải cân nhắc cái lời nói của mình. Đấy, mày đặt mày lên cộng đồng mạng mày ma mị đủ kiểu. Tao nói đừng bao giờ để tao nghe cái câu mà từ ngày có chị ven là em mới biết bú nữa, là tao nói mày chết. Đấy, tao nói cả cộng đồng mạng là tiền mày đó. Cho dù họ có chửi có làm như thế nào, mình phải cố gắng mình nhận được để mình vượt qua. Ở đây mình tu sửa từ từ. Sửa chưa? Tu chưa? Đấy, hôm nay cộng đồng mạng nói nhiều rồi, mày vượt qua chưa? Mày vượt qua chứ không phải mày lao đầu vào. Nhưng tao thấy mà những ngày vừa qua mày lao đầu vào nhưng mà không mày vượt qua. Đó. Bà con thấy đi, những ngày vừa qua là nó lao đầu vào chứ không phải là nó vượt qua. Nó vượt qua nó khác. Đấy. Nó vượt qua là nó vượt qua sự cám dỗ, vượt qua cái lòng tham đó. Thì nó vượt qua, nó không quay con ven nữa. Đúng không vậy? Nó vượt qua là lúc đó nó biết ờ, biết đúng, biết sai nè. Bây giờ mình vượt qua cám dỗ đồng tiền, quay con ven là có view thiệt. Đấy, quay con ven có đồng tiền mạnh là quân thiệt, có đồng ngân mà đỡ mình tiêu pha trong vấn đề cuộc sống hàng ngày được, đúng không? Nhưng mà phải vượt qua là vấn đề đó. Phải nói không, quay nó là cộng đồng mạng chửi, quay nó là tiếp tay cho nó phá hoại à, cái văn hóa của đồng bào của là dân tộc. Quay nó là để nó tiếp tay nó phỉ báng Phật giáo. Đấy, là vượt qua là mình phải dừng. Chứ còn anh thấy hôm nay là em chui đầu vô chứ em có lúc nào em vượt qua đâu. Thôi. À. Em vượt qua là em phải dừng. Đấy, em phải biết đúng biết sai, vậy phải có cái điểm dừng thật sự. Còn đằng này là anh thấy em lao đầu vô chứ em không có vượt qua. Đúng không? Vượt qua khác nha, lao đầu vô khác. Đấy, em đi trên cầu nó khác và em chui dưới cầu em đi nó khác nhau hoàn toàn. Giữa hai cái đó cũng là hình thức nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, đi trên cầu và chui dưới gầm cầu mà nó khác nhau hoàn toàn. Chứ anh thấy hôm nay là nó thật sự em đang đi dưới gầm chứ em không bao giờ em vượt, đúng không? Đấy, phải hiểu là vượt qua rồi, phải hiểu là chấp nhận cam chịu. Mà hôm nay là thật sự chú là chú chui đầu vô, chú là chấp nhận. À, chú chấp nhận. Nói từ cam chịu thì mày chưa có đạt đến mức độ đấy, mà mày đang chấp nhận à, mà chui vô, đúng không? Đấy, làm thì cái chuyện vượt qua đâu em. Em chưa vượt qua. Em chưa vượt qua mà em đang chấp nhận, em lao đầu, đúng không? Em càng quay con ven nữa, em sẽ có nhận những câu từ nó còn cỡ như là độc hơn nữa. Thì em cứ thử em xem. Tại đó giờ mình cũng giống như mọi người thôi. Trước thì cũng thấy nhiều khi ấy, cái mình cũng tánh cũng sân si, cũng nói này nói nọ người ta. Nhưng mà bà con nghe câu này nè, chính vì câu này mà nó tát thánh một tát vô trong mặt của phụ huynh nó luôn. Đây, từ khi đi mua quen từ trước tới giờ đó thì nó thay đổi, nó sửa từ từ lại đó, mình nhìn nhận ra. Bây giờ chỉ cần một cái bình luận của cả nhà trên đó, bà con thấy bây giờ viết bình luận nó đọc. Bây giờ nó thật sự tôi viết bình luận vô nó đọc, nó bây giờ cái như là chỉ cần nó nhìn vô cái bình luận là biết người nào sân si, người nào mà cái từ bi. Bây giờ tôi không viết rồi, viết mỗi tay. Giờ lên cộng đồng mạng nói luôn. Mấy ngày vừa qua viết rồi. Viết thâu dừng đừng quay ven nữa. Con ven nó không xứng đáng để mình được quay đâu. Đó, bắt đầu nó nói là bây giờ chỉ cần nhìn vô bình luận là ai là người từ bi, ai là người sân si. Đấy, thì bây giờ tôi không viết. Tôi viết là nó tôi sân si. Thì bây giờ tôi lên tôi phân tích. Tôi chỉ nó những cái sai, tôi chỉ những cái gọi là nó bất hiếu bất nghĩa với người thân của nó, đúng không vậy?
người ta gọi là bây giờ phải có những cái liều thuốc mà nó liều thuốc mạnh mới trị được căn bệnh này. Đấy, một là trị, còn nếu trị không được thì phải phẫu thuật. Đấy, chứ còn không thể mà để bây giờ cái mục nhọt đây quý vị, cái mục nhọt đây nè, bây giờ là không có thuốc mà để tha nó hay là cắt mục dục luôn. Đấy, lũ đây bây giờ nó nghĩ bây giờ chắc là cái như nó lên nó ma mị bằng cái từ bi bác ái rồi, chắc nó sẽ vượt qua cái dư luận. Đây nó nói bây giờ cái như là chỉ cần nhìn cái comment là biết là ai sân si, biết ai từ bi âm đạo, chắc là hôm nay nó chửi tôi lên bờ xuống ruộng tôi sân si quý vị. À, mà cái sân si tôi có cơ sở. Đấy, tôi nhìn thấy thức phim nó lỏng về nội dung mà nó không có một cái giá trị, nó đang phỉ báng nguyên cả một cái tôn giáo, đang kể như là xem thường một cái nền văn hóa của cả một dân tộc. Đấy, mà bây giờ nó lên cộng đồng mạng, nó là bây giờ cái chỉ cần nhìn vô trong những cái comment là biết ai sân si, biết ai từ bi. Từ bi phải có trí tuệ. Người ta nói thẳng thì em nói sân si, mà cái đây nó thật sự nó chẳng lẽ bây giờ những cái mà gia đình em dạy dỗ, chẳng lẽ bây giờ em quên hết rồi sao, đúng không? Em phải biết là khi em đẻ ra, đấy, mẹ cũng cho bú sữa, rồi cha cũng là đi lao động kiếm sống bằng những cái công việc lương thiện, rồi hàng ngày cha mẹ vẫn dạy những cái câu từ và dạy cho những cái bước đi chập chững để em bước vào cái như đời, đúng không? Trong đó có những cái châm ngôn sống, có những triết lý sống rất thực tế, mà giờ em quên đi những vấn đề đó, mà em cứ lên cộng đồng mạng em nói từ lúc có chị Ven, từ lúc có thầy Phước là em mới trở thành một con người thế này thế khác. Ôi, từ trước giờ, ủa, anh hỏi lại nè, ở trước giờ em không gặp con Ven, em không gặp cái thầy Phước, em không phải là con người hả? Em là lưu manh hả? Em không phải là người tử tế, là em lưu manh đúng rồi, đúng không? Như theo anh hiểu là câu từ em đang nói là như thế. Trước khi em gặp thầy Phước thì em là ai? Ủa, gia đình em không dạy em hay sao? Hả? Đừng bao giờ nói với anh những vấn đề đó, và đừng bao giờ lên cộng đồng mạng tiếp tục ma mị. Hay là bây giờ bỏ bú bao nhiêu năm rồi, bây giờ Ven dạy bú lại. Chứ mới bây giờ cái lên cộng đồng mạng cái là cảm ơn Ven ráo riết, từ lúc có chị Ven là em thế này, em thế nọ, em thế kia. Em thế nào thế chứ em phải dùng cái chân ngôn sống của cuộc sống chứ. Em phải là dùng một cái trong những cái gọi là cái kim chỉ nam trong cuộc đời em sống chứ. Em sống mà mang chắc là nó thật sự nó nhục như con gián đó, mà bây giờ lên cộng đồng mạng cái cho nói kiểu ri thì tao thua đâu, ai cứu được nữa, không ai cứu được. Trên những clip của hội quay thôi, đặt một cái bình luận của cả nhà thôi, thì mình đã cảm nhận được cái tâm của mọi người như thế nào rồi đó, là tâm của mọi người có từ bi hay là không có từ bi. Thế anh hỏi em này, anh có từ bi không? Anh đang chửi em đấy, anh có từ bi không? Anh có từ bi đấy. Biết sao anh có từ bi không? Anh thấy em lao vào cái ngõ cụt, anh đang kéo em ra, anh đang giúp em, đang cứu em kể như là những bước đi sau này. Không? Mình là một thằng đàn ông, một nam nhi tự cường, thì phải sống thế nào cho nó đúng, cho nó ý nghĩa. Chứ bây giờ em đang dựa cho con Ven em kiếm ăn như thế thì em không khác gì thành pháp sư. Em thấy pháp sư không? Từ trước nó còn con Ven còn hành canh bạch đấy, bắt đầu nó lên cộng đồng mạng, nó từ lúc gặp Ven thế này khác thì chứng tỏ tôi biết thằng này là trước khi gặp Ven là nó chẳng là một cái phường chẳng ra gì rồi. Đấy. Và ngay cả gia đình nó cũng chẳng ra chi rồi, cho nên nó có những câu từ gọi bi a đôn con Ven lên tận nóc đấy. Và đến bây giờ gặp cái thằng chập này nữa thì này, quý vị cứ thấy đi, nó thấy thằng trước ăn dễ quá, bây giờ thằng sau cứ lết vô cũng mượn những câu từ đó. Mà lúc đầu tôi nói rồi đấy, làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ lao vô một cách là quá đáng. Mà đằng này nó lao vô đấy, nó đọc những comment là nó biết ai từ bi ai không từ bi. Thế là những ngày, những thời gian vừa qua anh nói như thế, anh có từ bi hay không đấy? Chắc là em quan điểm em nghĩ là không, đúng không? Em nghĩ anh là sân si, sân si. Nhưng mà nói thật sự anh đang cứu em, cứu về cái sự nhận thức mà kể như là nó mơ hồ, nó u mê,
những người như em, hiểu không? Anh đang cứu về một cái nhận thức. Đấy. Thì đó là từ bi chứ. Người ta giúp em, anh nói nè, quan điểm em á, là ai cho tiền em mới gọi là từ bi, đúng không? Ai nói mà gọi là xuôi theo chiều gió thì em gọi là từ bi. Nhưng em làm rồi. Đấy, người ta nói mọc mọc chết rồi, nhiều lúc mà em làm sai người ta vô khen em một câu đó, em lao đầu vô em càng chết nữa. Nhưng mà những người như anh là những người từ bi mới thật sự. Đấy, hướng cho em một con đường đúng. Đấy. Người ta nói là lời thật là mất lòng. Đấy, tôi chấp nhận lời thật mà có thể tôi cứu được cái nhận thức của thằng này. Đấy, để cho nhìn nhận biết sai đúng ở đâu quý vị. Chứ bây giờ thấy nó làm sai từ lưa đó, bây giờ nó thoại làm đúng em làm nữa thì đấy là cổ xí a vua. Đấy là nịnh bợ. À, mà em nghe những lời đó là em chết, mà em nghe những lời của anh là em đang sống. Hiểu không? Em nghe những lời của anh và em suy nghĩ đó, em có một hướng quay đầu thật sự là em đang sống. Em sống là cỡ như em sống thật sự. Còn nói thật sự em đang nghe những lời ngon ngọt của người ta là em đang sống trong một cái sống này người ta gọi là sống tầm gửi. Hiểu không? Em phải tách ra, phải tách khỏi thân chủ, sống và đứng lên chính mình. Đợi bây giờ mà nghĩ sao em, bây giờ mà thời điểm bây giờ mà em còn quay con ven, em còn khen con ven là từ bi bác ái rồi, từ bi vũi tha gì đó, từ lưa từ dưa đó, mà thấy em có từ bi đâu, đúng không? Em từ bi em đang cái như quay con ven là đồng nghĩa em đang tiếp tay cho con ven để đi là gọi gì, cướp niềm tin của người khác, đúng không? Trục lợi trong tôn giáo, từ bi đâu ra. Cái gì anh nói em là cái gì á, thì cái hậu quả nó không lớn, nhưng mà trục lợi trong tôn giáo một hậu quả rất lớn, rất nghiêm trọng. Đấy. Đây là anh cướp cả cái tiền bạc và niềm tin của người ta. Đây là một cái tội ác. À, phải biết quay đầu, phải biết dừng. Đấy, chứ không phải là người ta khen em, người ta vô cổ xí cho em là người ta là từ bi. Còn anh như thế này, anh không từ bi. Anh đang từ bi. Đây là anh cứu cả về cái gọi là cái phẩm chất con người của em. Đấy, cứu về cái nhận thức của em. Để em biết đường nào đúng, đường nào sai. Có nghĩa là anh thay mặt cả con ven và cả bậc phụ huynh của em để dạy dỗ là em đã trở thành một con người thật sự. Hiểu chưa? Đấy. Chứ sao mà nói bây giờ cái như là nhìn cái comment là biết ai từ bi, biết ai là không từ bi. Em đang nói sai đó. Đấy. Người ta chẳng qua cho em là kể như là 5-70 ngàn. Chẳng qua nó giúp ngặt em là trong lúc em đói, trong lúc em khát, em có thể dùng 5-70 ngàn đó để em giải quyết trong một tình huống và trong một khoảng khắc nhất định. Nhưng anh cho em một kiến thức, anh cho em một cái sự nhìn nhận là anh giúp em cả một đời. Hiểu không? Thì hỏi bây giờ cái như ai từ bi hơn ai? Chắc anh từ bi người ta rồi. Anh giúp em là cả một cuộc đời nếu như em chấp nhận, em suy nghĩ những lời anh nói hôm nay là giúp em cả một cuộc đời. Đấy. Chứ bây giờ cái thấy người ta cho đôi ba đồng bạc đó, anh này từ bi ghê, còn anh lang thang Sài Gòn anh không từ bi, anh chửi mình quá trời quá đất. À, nhưng mà cái này nó thật sự đây là dạy dỗ lại cái nhân cách, mà chính từ những cái nhân cách em hình thành sau khi nghe những lời thật là em là trưởng thành rồi, đúng không? Mà mình có những cái gọi là cái lập trường, cái cương lĩnh thì chắc anh mình phải có bản lĩnh. À, đã có lập trường có cương lĩnh chắc anh sẽ có bản lĩnh, mà sống trên cái bản lĩnh đó mới là điều đúng. Đây này em sống giữa, em sống vật vờ thì đó đâu phải là sống. Đấy. Sống phải là mạnh mẽ, sống phải là có một cái chủ đích. Đấy. Còn đang sống như em nó thật sự sống vật vờ vật vưởng thì đâu phải sống đâu. Đấy. Bỏ đi. Đấy là lời anh khuyên thật với thoại đó. Đấy. Hôm nay anh khuyên thật đó, anh vừa nói vừa chỉ trích nhưng có những lời khuyên rất chân thành. Đấy. Vì thấy em quá tội, hiểu không? Vì những cái đồng like, đồng view, vì những cái đồng tiền của người ta, đồng tiền mồ hôi nước mắt của mạnh thì quân mà em lao vào em cổ xí cho một con giữa người. Đấy, mà quay sang em lại chửi gia đình của em nữa. Em bất hiếu. Đâu phải là từ lúc có con ven mà em kể như là trưởng thành đâu. Mà từ lúc có con ven em lao vào vực thẳm. Đấy. Đùng một cái em chửi, em phủi ơn tất cả những đấng sanh thành của em. Ủa, trước giờ gia đình em không dạy em sao? Không? Tỉnh lại đi. Mình phải cảm nhận được luôn. Cả nhà không tin, cả nhà cứ lên mạng đọc lại những cái bình luận đi. Nhìn nhận một cái là cả nhà biết là người nào có tâm từ bi và người nào không có tâm từ bi.
Thì đó, anh nói em rồi đó, anh có tâm từ bi, anh mới dạy em một cách sống một con người thật sự. Đấy. Còn những người á, mà họ dạy em là sống một cách là quỳ lạy cúi luồn, đấy, một cuộc sống là cái đó thật sự, đó không phải sống đâu em. Đấy. Đúng không? Đâu phải comment là người ta cái ghét gì em, mà người ta gọi sự thật mất lòng. Đấy, người ta comment thẳng, comment thế nào mà để em đọc vào em có quay đầu. Đấy là người ta từ bi thật sự đó. Người ta đang cứu rỗi cả về cái nhân cách, đấy, cả về nhận thức của em, thì người ta từ bi hơn chứ. Đúng không? Người ta cho em một cái cần câu, đấy, và cái như là một cái hành trang để em lấy đó làm cơ sở em đi sau này, em sống. Thế còn bây giờ đó thật sự mà vô comment mà cái như những lời mà cái như là mà a vua như người ta ăn comment vẫn được, nhưng cái tâm anh nó không cho phép. Đúng không quý vị? Bây giờ nếu mà vô comment ở thoại vui vẻ mà hay quá, thoại vui vẻ bây giờ quay những thức phim cho ven là tuyệt vời quá. Đó là một trong những cái gọi là đẩy em thêm một bước nữa để em nhanh xuống là kể như là vực thẳm. Đấy. Cho nên anh nói hồi nãy không biết em nhớ hay không. À, bây giờ anh thấy là chỉ tất cả mọi chỗ là cái ở chỗ đây là cái am của người này, chỗ kia là cái thấp của người kia. Đấy, nhưng mà anh chưa thấy chỉ một cái nơi an nghỉ cho em. Đấy, thì hôm nay anh nói luôn để cho em hiểu. Nếu mà em không biết quay đầu thì cũng chính những cái vị trí gọi là cái am, cái thất đó, đó cũng là cái chỗ em an nghỉ luôn. Hiểu không? Em phải tự mình đứng lên chứ bây giờ em cứ lao vô đó mà vì cái đồng view, vì đồng like, vì cái quyền lợi bản thân mà đánh đổi nguyên cả một cái nền tôn giáo. Đó. Rồi cái đem cả một cái nền văn hóa của cả một dân tộc để ra như làm những cái trò để em kiếm ăn như thế. Thì trước là sau thôi. Không? Đấy, hôm nay nghe đi, hôm nay nghe rồi ngày mai tỉnh ngộ lại. Nào mình nhìn cái mình cảm nhận được, nhưng mà khi mình tu thì mình không có phân biệt là họ đúng hay là sai. Bây giờ mình còn chưa hoàn thiện nữa mà sao mình dám nói người ta được? Này mình đang nói bây giờ nó chưa hoàn thiện, ta phải học chứ, phải học. Cái chứ vậy, không thầy đố mày làm nên. Nếu mà muốn hoàn thiện phải học, người ta đó muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Mà đằng này cái bọn này nó đâu có chịu học quý vị. Nó cứ thấy bây giờ mà ai khen nó một câu là nó thấy tích mắt lên, ai cho nó một đồng tiền á là nó cảm thấy là nó tự hào. Đó, nó đâu biết đồng tiền đấy là cái như là người ta cái như đang nhử đâu, đang đưa vô bẫy chuột đâu. Đấy, cho những con chuột á, mà con nào nó lao vô đó là những con đó là cái như là những con chuột mà nó lao vô bẫy chuột là những con đấy là nó ham mồi. Đấy, mà bọn này nó cũng vậy, chính khác như một con chuột. Mà cứ bây giờ lên nó là từ bi bác ái, ai nói gì thì mình cứ như là từ bi vị tha độ lượng đấy, mà nó thật sự nó không phải độ lượng từ bi, mà nó đang lao vào trong một cái gọi là cái như là một cái cớ mưu sinh bẩn. Đấy, từ bi bác ái như cái bọn này bay khi nào đó bay dùng cái sự từ bi đó mà bay đối nhân xử thế trong gia đình trước rồi mới ra xã hội. Lần này bay lên mạng bay rao giảng bay bán hai chữ từ bi, hỏi ai mua. Có những mạnh thường quân mà họ hồi trước giờ đó họ chưa nghe hai cái chữ từ bi nên họ dùng tiền để họ mua lại, họ mua để họ nghe hàng ngày chứ họ cũng không hiểu từ bi là chi. Từ bi mà có trí tuệ đó, mà cổ xí cho những loại như con ven đấy là ma, chắc là kẻ như không có từ bi, chẳng có trí tuệ. Đấy là một trong những cái hành vi tiếp tay đó. Từ bi trí tuệ ra cho thoại phải hiểu đó, hiểu những gì đó, những gì nó là cái thực tế. Chắc cho hỏi cái tấm trên này hỏi chịu không cái trên này không nói chung thì được quá là tốt và sẵn đây hỏi nói luôn nha cả nhà. Hỏi mụ ven chỉ là sư huynh sư muội kiểu như mình bên tu thường kêu là sư huynh sư muội thôi đó. Bây giờ bà con thấy bây giờ giữa nó với ven ấy, là chẳng qua là sư huynh sư muội tu với nhau thôi. Bây tu cái gì, bây đạo gì hả? Hỏi thiệt là thằng thoại nè, mày với con ven là tu cái gì, tu đạo gì, có giống đạo trường vừa rồi không hả? Lũ bay có tu giống tu kiểu của tu của trường không? Chắc ta nghĩ chắc như nhau 9-10 tao khác ở đâu đúng không? Mày chẳng qua mày mới vào chỗ con ven á thì mày dặn chính
chứ thằng Trường nó 10. Này, lũ bay giống sư huynh đệ nhau hả? Ủa, cái đạo bay đạo gì vậy? Cái đạo bay đạo chi mà cái như là bỏ con cho xã hội nuôi, bỏ cha cho xã hội nuôi, rồi cứ đi tung ta tung tăng, rồi cái như là đi lên quyên góp đồng tiền mạnh thường quân, rồi cái như là để ăn sung mặc sướng, rồi cái như phó mặc cái như là con cho xã hội. Hả? Cái đạo gì vậy? Hỏi. Đạo vũ hả? Cái đạo u u. Hả? Bên ngáo, bên ma ngáo vừa thôi, bên ngáo quá vậy. Cái chuyện mà các ông các bà sâu ông kính, các ông bà làm chi thì thật sự người ta không quan tâm, mà người ta quan tâm trên những thước phim các ông các bà đưa lên, hiểu không? Các ông các bà ma mị là người ta nói. Còn sâu nó thật sự các ông thì có vốn sẵn có đó, thì các ông muốn làm chi đó là việc các ông, chứ đâu có liên can chi tới xã hội, đúng không? Nó không liên can, mà ông cũng không cần phải giải thích, vì những lời ông nói như thế nào nó cũng là không có một cái gọi là xác thực, hiểu không? Mà người ta thấy rằng những ngày vừa qua đấy, ông bu theo ven, ông bám theo ven, ông kiếm ăn trên từng cái thước phim đấy, thì người ta cảm thấy bức xúc. Người ta muốn nói, hiểu không? Còn bây giờ cái thời điểm nào mà ông còn lên phân minh phân Nga là kiểu như là giữa tôi với ven là kiểu như là thế này thế khác thế kia, đúng không? Người ta đâu quan trọng, mà vấn đề đó là nó thực sự đó, con ven nó từng bỏ chồng đấy để nó theo thằng pháp sư, thì có khả năng nó bỏ pháp sư nó theo em là chuyện bình thường. Còn vấn đề đối đáp lại như thế nào đó là việc của em. Mà cái vấn đề này là gọi là gì? Tự do yêu đương. Đấy. Một con người mà họ không còn nghĩ về gia đình như con ven, bất kể cái như là đối tượng nào, bất kể cái giờ phút nào, miễn là có đủ cái điều kiện là yêu thôi quý vị. Đấy. Thì cái chuyện bây giờ cái như chẳng lẽ mày lên cộng đồng mạng mày nhảy đồng đồng lên, trời ơi bà con ơi, pháp sư là vừa buông con ven tôi hốt. Mà cả cộng đồng mạng cũng đã biết em làm cái điều đó là thế này. Đó. Là từ lúc mà pháp sư buông ra là cái như là em nhảy vô, mà giống như là độc tôn à, hôm nay là Nha Trang, ngày mai là kể như là An Giang, rồi vài bữa nữa là chắc ăn là lọt ra tới Ninh Thuận. Vừa rồi tôi nói quý vị, tôi nói rồi, nếu mà con ra Ninh Thuận gặp chú á nghe, mà tôi ở Sài Gòn đấy, tôi thử đường xa đi không, nó vẫn đi đó. Con ra Ninh Thuận gặp chú thì rủ bạn đồ đi chơi vui, chứ nhiều lúc đang nói chuyện là chú robot nhập vô chú cũng khó xử. Nói thiệt, nó mà nó gặp những người như tôi đó quý vị nghe, nếu con ven gặp những người tôi loạn chọn là robot nhập vô là cái nó tới nó ôm eo eo ớt cũng chết tôi nữa. Đấy, vừa đầu bà con thấy rồi. Đấy, cái anh chàng mà cái tóc mà hất tới da đầu mà cái bộ đồ lam lam đấy quý vị. Đó, ở tại quận Nhất, tại công viên quận Nhất luôn. Lúc mà robot nhập vô, bà mẹ ơi, nó cứ nó tới mà nó ôm ngay cái chỗ ngã ba mà thằng Thoại nó đỡ không kịp, nó đang quay phim luôn. Đấy, cho tôi sợ là lúc mà ven mà gặp tôi một mình á, rầu rủi mà robot nhập vô rồi cái ôm bừa ôm đại tức là chết vợ xong vợ, không có đường thoát. Đấy. Bây giờ giữa ảnh với ven chẳng có gì, thế là những lúc mà robot nó nhập vô đấy, nó có ấy không? Đấy. Cứ nghĩ là thâu kể như là đường nào cũng là nãy chiến bỏ làm 10 đã chết nữa. Kiểu đó quý vị, bây giờ anh lên cộng đồng mạng là anh nghĩ sao? Lên cộng đồng mạng giải thích là giữa ảnh với ven là win-win mũi mũi thôi. Trong thức phim mày là win-win mũi mũi mà tựa đề mà đỡ là chị ven. Ông nậu ơi. Cũng giống pháp sư thời xưa quý vị, cái bài nó xuất phát cũng như nhau, khác gì đâu. Pháp sư cũng là chị em trên thức phim thôi, chứ mà thật sự cách phim một cái là cái rủ chị hành canh thí bà nậu luôn. Đấy, một đêm mà 3-4 lần chị không nậu phải cầu cứu quyền linh. Đấy, để hiểu rồi hả gì? Mấy ông tàu lao, mấy ông vừa quay phim vừa ma mị, còn vừa lên kể như là còn đánh trống kêu cho to. Đấy, bỏ đi ông nội ơi, lâu quá. Đó, thì mình nói gì cho cả nhà mình, nếu mà ai hiểu như thế nào thì hiểu, thì tùy tâm mỗi người. Đấy, bây giờ ai hiểu vậy, nó nói là bây giờ nói với ven là mang chắc là quân muội thôi.
là đồng đạo tu chung thôi. Thế tôi hỏi quý vị, mày đồng đạo bằng pháp sư đồng đạo nó, pháp sư đó mà đồng đạo với nó trong vòng ở chung trong một căn nhà là mấy tháng trời mà nó vẫn là tách đạo được, mày sao đồng được? Đấy, mày đồng, mày đồng mà bây giờ nó thật sự nói bọn nó tôi cười cười rất luôn quý vị. Nó lên cộng đồng mà nó ma mỹ đủ tất cả kiểu mà bây giờ nó là giờ nó như ven là cả nhà không có gì hết. Ai tin quý vị, tôi nói thật sự, nếu mà tin nói với ven không có gì á, đúng không? Không biết bà con tin, tôi không tin, tôi không tin. Do cái câu sau nó rút lại một câu, nó nói vậy bà con nào tin thôi mà tôi không tin. Nó cho mình được mở dễ cho mình tin đấy, mình phải tin á, là nó có hành cái con này rồi, chứ còn mình không bao giờ tin là cái chuyện nó không có gì. Chính miệng nó nói mà, nó nói xong rồi bắt đầu nó quay ngược lại, nói vậy bà con nào tin thôi. Thì tôi không tin, tao không tin mà làm tao hả? Chẳng là mà tiền tao mà bao buộc tao tin, đúng không? Dễ gì tin được, cái màn này khó tin quá vậy. Đi mà đi từ cái như Sài Gòn, từ Trà Vinh xuống tới Nha Trang, rồi từ Nha Trang bây giờ cái như ở chung trong một cái gọi là một cái rừng núi hoang vu thế, mà tối tôi nói là chim kêu dượng hú rồi cái mũi kính kiến chích đấy, thì con ven có thể nó chịu được, con thằng nó chịu được đấy. Con ven nó quen rồi, nó quen nó cánh là mũi kính kiến chích rồi, cái thằng đây chắc ăn mũi kiến chích nó ngủ không được là có vấn đề đấy. Bây giờ nó ở trong cái rừng đó mà nó lên là bây giờ tìm thầy để mà tu, thì tôi hỏi quý vị thua hay là tìm nơi mà để là các chùa các am các miếu tu thì thâu chứ quý vị, tin nổi tôi không tin. Tức càng nói tới bọn này là càng thất cười đấy. Tin gì lũ nó mày tin, bây tao lao trên cộng đồng mạng nó thật sự nó đã đem tôn giáo ra nó ma mị được, thì cái chuyện mà nam nữ gặp nhau là tôi hỏi quý vị cái chuyện bình thường. Thế bây giờ mà nói không thì ai tin mày, đúng không? Mày đã đem tôn giáo ra mày ma mày được thì mày có thể làm bất kỳ chuyện gì được. Mày đã đem gia đình mày ra để mà phỉ báng được thì bất kỳ chuyện gì mày làm cũng được. Mày nói từ lúc có chị Ven là mày mới là trở thành một con người tử tế hơn, một con người là biết kể như là điểm sai, một con người là biết kể như là nhẫn nhục. Thế từ trước giờ cái mày sống trong gia đình là mày là một con người bất chấp, không ai dạy cho mày biết sai, không ai dạy mày biết đường đúng, đường lành, đường thiện gì. Giờ gặp chị Ven rồi, nó dài bữa lên nó nhờ có chị Ven mà chị Ven dạy em bú lại, nó tao bó tay mày luôn, thật sự tao quỳ tao lạy mày luôn thôi nha. Yeah. Chị Ven dạy cái gì dạy thôi, chứ đừng bao giờ những cái vấn đề đó là từ lúc có chị Ven là bắt đầu là cái dạy em bú lại, nó chấp tay tao lạy mày, tao lạy không kịp đấy. Yeah, bỏ đi tao lâu vừa phải thôi. Bây giờ giai đoạn nào lên cộng đồng mạng má mẹ hả? Rồi bà Ven có gì nói chia sẻ với bà con không? Không, trong tâm ngồi thấy vui á. À. Chú Quỳnh Minh Đạt giúp được. Bà con nghe cái điều này, bà con nghe điều này và nghe rồi để ý xem thử bọn này nó có tu hay không. Chứ tôi thấy pháp sư ngay từ đầu chỉ mà pháp sư mày là thằng không tu. Vì sao quý vị? Đấy. Nó tu gì, nếu là nó tu á thì nó khuyên con Ven, ừ thôi em cái như gọi là lỡ lầm rồi à, thì thôi bây giờ quay đầu lại bờ đi, quay về để dẫn con dẫn đồ về để mà cái như là cho mẹ con gần gũi đấy, rồi kết hợp lại với Túng để mà nuôi dạy những đứa con nên người, đúng không chị? Thì đó mới là tâm tu thật sự. Thì ai cũng có những lúc sai lầm, thấy không? Nhưng mà sai lầm phải sửa, sai lầm phải là hướng cho nó à, hướng cho con Ven nó để quay đầu. Nhưng đằng này quý vị thấy không? À, đằng này quý vị thấy không? Anh cứ làm miễn sao có chỗ là gọi chỗ chơi miễn phí, làm cái chơi thoải mái, lúc chơi chán là đẩy con ta ra đường dễ chi mà anh có lời khuyên. Đấy, bây giờ lên cộng đồng mạng tiếp tục ma mị. Đấy là cái như là vẫn liên lạc thường ngày để mà nhắn tin hỏi thăm dễ chi nó hỏi thăm. Và con tin nha. Cho nên từ đó tôi nói thằng này không phải có tâm tu. Thằng đó chẳng có tâm tu, đừng nói là tu. Tâm tu là người ta khuyên. Thâu bây giờ lỡ rồi ai cũng có sai lầm. Nhưng sai lầm này mặc dù đó là không thể cứu vãn được, nhưng mà mình phải quay đầu. Phải quay đầu. À, phải dìa sống với chồng với con lại. Đấy. Thậm chí nếu mà được đó, nếu mà một tâm tu thật sự đó, thì sẵn sàng pháp sư phải quỳ lạy thằng Túng, phải là kết hợp lại con Ven để nuôi những đứa nhỏ lên người. Tu gì bây giờ cái chỗ ăn chỗ chơi miễn phí rồi cái như anh đi làm bậy làm càng lên cộng đồng mạng ma mị rồi tu gì đó tu. Đấy, không tu. Đấy, tu mà tâm không ấy thì không phải tu được. Đấy.
anh tu mà cái như anh phải vì cái như là lợi ích của cộng đồng, chứ không phải là tu bây giờ cái lợi ích bản thân, đúng không quý vị? Nó tu thật sự nó phải vì cái lợi ích của cộng đồng. Đây. Còn đằng này mà con thấy nó vì lợi ích bản thân nó, vì gia đình nó, tu chi đâu mà tu. Đó, chẳng qua là đấy là một cái kế mưu sinh, chứ không phải là tu. Ha, nó thẳng pháp sư với là thoại để em hiểu. Chẳng qua em ma mị để em có một kế mưu sinh, chứ em không tu. Em tu là em phải vì cái lợi ích chung, mà em bỏ đi gọi là cái lợi ích nhỏ lẻ của bản thân. Đấy mới gọi là tu. Thấy không? Đấy được hướng tất cả mọi vấn đề đều tốt, đều lành, đều thiện, mà tu chứ. Đằng này thấy xây sửa gì nó biết là tu là sửa, mà thấy sửa thì thấy lũ bay càng ngày càng lao vô như con thiêu thân đâu sửa đâu ra. Chưa thấy các ông sửa. Mà tôi thấy các ông lao vô càng ngày càng càng ghê. Lao vô bất chấp. Sửa ra. Bảy bả hết sức. Thọ với thầy sau này sẽ cất được cái cốc để mình ẩn tu. Mình có nơi ẩn để mình tọa thiền giữ thân. Bà con ha. Ước mong của nó là sau này thầy Phước với là Thoại có một cái cốc để ẩn tu. Mày nhớ mày tu nha. Tao nói rồi. Đấy, mày nhớ mày tu đi. Mà tránh cái lẩu mắm ra nha. Tu á. Lên cộng đồng mạng nói tu biết ăn chay. Mà loạn chọn dịch cái lẩu mắm tôi nói là kể như là máu não lên là đứt cân não đó. Trả báo nhanh lắm. Đừng có làm tào lao, nghe chưa? Tâm an là giữ trọn giới lực thiền định thanh thân tâm an là. Đấy, con thấy không? Nó khuyên, bây giờ tu đi, có am có thất là tu đi để giữ cái giới định, giữ cái giới định luật rồi thanh tâm an lạc đó, cái đạo đạo của nó tôi biết. Nhưng mà nghe nói cái đó, nghe nói là gì? Giữ được cái đạo hạnh rồi giới luật rồi thanh tâm an tịnh, tôi hỏi bây giờ riêng lũ bay những ngày qua chiều qua mới giữ không? Riêng con ve nó không giữ được. Riêng cái mà cái như là cái giới luật á, thì cái gì nó cũng phạm. Bia nó uống như là cái như là trâu hút nước. Đấy. Còn cái chữ hiếu là xem như xong, không có cái chi hết. Đấy. Còn cái dục thì con này bà con khỏi cần chê, khỏi cần nói, ai cũng biết rồi. Đấy. Thì mấy cái này thì thâu chê. Bây giờ tôi hỏi quý vị nó khuyên ai, rồi ai tin nó? Đó mà lên cộng đồng mạng ma mị bây giờ cái như là giữ giới định luật, giữ cái chi, giữ cái gì. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ mà Mạnh Thường Quân không cho nó đồng ngân thì đảm bảo quý vị nó quay về cái bản chất thật của nó liền. Đấy, dễ chi mà cái như là ấy ma mị một cách là bất chấp.